Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, bạn có thể tự hỏi liệu bạn có đang hẹn hò với đúng người hay không? Có rất nhiều lợi ích khi ở bên một người đàn ông phù hợp. Đặc biệt, nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, dẫn đến hôn nhân. Trong video này, Quốc Anh chia sẻ về ý nghĩa của việc bạn gặp được người đàn ông phù hợp và những điều sẽ xảy ra để giúp bạn biết mình đã tìm thấy người ấy. Bạn có cảm giác gì khi cuối cùng cũng gặp được người phù hợp? Khi bạn ở bên người đặc biệt của mình, điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thư giãn. Bạn có thể tin rằng bạn đang ở bên người đàn ông phù hợp khi bạn không cần phải giả vờ là người khác khi ở bên người ấy bạn hạnh phúc vì bạn được là con người thật của mình ngoài ra cuối cùng khi bạn gặp được người phù hợp bạn sẽ cảm thấy được yêu vì người ấy chấp nhận bạn điều đó có nghĩa là người ấy yêu tất cả những điều chưa hoàn hảo của bạn cách bạn thể hiện bản thân không quan trọng đối với người ấy người ấy muốn con người thật của bạn bạn là quan trọng nhất đối với người ấy người phù hợp với bạn sẽ khiến bạn cảm thấy an toàn và bình yên bạn cũng cảm thấy thoải mái và dành thời gian cho người ấy sẽ khiến bạn quên đi tất cả những khó khăn mà cuộc sống ném vào bạn nói chung gặp được tình yêu của đời mình khiến bạn cảm thấy rằng mình vừa đưa ra quyết định đúng đắn nhất làm thế nào bạn có thể biết rằng liệu người ấy có phù hợp với bạn hay không bạn biết điều đó khi bạn gặp đúng người một cách đơn giản để biết rằng một người phù hợp với bạn là lắng nghe trái tim của bạn đây được gọi là trực giác của bạn hoặc thông điệp từ trái tim của bạn một số dấu hiệu cho thấy bạn đã gặp được một chàng trai phù hợp là bạn cảm thấy tốt khi ở bên người ấy người ấy trung thực và đáng tin cậy và người ấy đối xử tốt với bạn khi bạn ở một mình hoặc ở nơi công cộng khi ở bên người phù hợp bạn sẽ dễ dàng kết nối với người ấy và các cuộc trò chuyện của bạn sẽ trôi chảy và không cảm thấy bị ép buộc hay khó xử bạn thích dành thời gian chất lượng cho nhau và người ấy sẽ cảm thấy người ấy giống như là người bạn thân nhất của bạn bạn cũng sẽ biết đó là người phù hợp nếu người ấy yêu bạn vì con người của bạn bằng cách này bạn sẽ không cảm thấy cần phải trở thành người khác để làm hài lòng người ấy một dấu hiệu khác cho thấy người ấy phù hợp với bạn là bạn tin mọi điều người ấy nói với bạn bạn không có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ người ấy khi bạn nghĩ về người ấy bạn cảm thấy một sự ấm áp và đảm bảo nhất định khiến bạn mỉm cười bạn cũng bình tĩnh khi nghĩ về người ấy và sự chung thủy bền bỉ và kiên định của người ấy đối với bạn làm sao để biết mình đã tìm được người phù hợp bây giờ các bạn hãy lắng nghe những dấu hiệu cho thấy bạn đang ở bên tri kỷ của mình điều thứ nhất bạn cảm thấy được bảo vệ cuộc sống có thể mang đến rất nhiều thử thách nhưng người đàn ông phù hợp sẽ khiến bạn cảm thấy an toàn khi ở bên bản năng của một người đàn ông là bảo vệ những người anh ta yêu thương người đàn ông muốn đảm bảo rằng bạn không bị thương điều thứ hai bạn luôn có thể phụ thuộc vào người ấy hiếm khi gặp được một người luôn ở bên bạn tìm được người đàn ông phù hợp có nghĩa là ở bên người muốn ở bên bạn người ấy muốn bạn được chăm sóc tốt và an toàn ngay cả khi gặp nguy hiểm người ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu mạng bạn bởi vì bạn đang ở bên một người yêu tốt cuộc sống dường như dễ dàng hơn điều thứ ba bạn đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc người ấy sẽ hướng đến mối quan hệ và sẵn sàng đưa việc hẹn hò của bạn lên một tầm cao mới bạn sẽ biết mình đã tìm được tri kỷ khi bạn gặp được người đàn ông phù hợp nghiêm túc với các mối quan hệ mặc dù tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng mối quan hệ của bạn vẫn tự nhiên trôi chảy bạn không cần phải ép buộc hoặc thay đổi bất cứ điều gì để làm cho mối quan hệ trở nên ổn thỏa bạn có thể tin tưởng người ấy và người ấy không cho bạn lý do để nghi ngờ người ấy điều thứ tư bạn không cảm thấy đơn độc điều này có nghĩa là bạn có thể tưởng tượng một cuộc sống với người ấy khi bạn đối mặt với thế giới bạn có ai đó ở bên mình bạn biết rằng bạn có thể dựa vào người ấy khi gặp khó khăn trong cuộc sống bạn cũng không bao giờ phải nghi ngờ liệu người ấy có rời bỏ bạn hay không đó là bởi vì người ấy chứng minh rằng người ấy sẽ luôn ở đó nhiều lần điều thứ năm bạn có thể mất cảnh giác một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đã gặp được người đàn ông phù hợp. Là người ấy không khiến bạn cảm thấy áp lực, phải trở nên hoàn hảo. Bạn không cần phải dành nhiều thời gian để nghĩ cách trở nên dí dỏm. Bạn cũng không thấy cần phải cải thiện hình ảnh của mình. Khi ở bên người phù hợp, bạn phải là chính mình và thư giãn khi ở bên người ấy. Bạn có thể là chính mình khi ở bên người ấy và bạn không cần phải giả làm người khác. Một người bạn đời chấp nhận mọi khuyết điểm của bạn sẽ khiến bạn cảm thấy được giải thoát và dễ dàng chấp nhận tình yêu của người ấy điều thứ sáu cuộc sống của bạn cân bằng khi ở bên người phù hợp bạn sẽ sống một cuộc sống cân bằng vì người ấy yêu và ủng hộ mọi việc bạn làm bên cạnh việc vui mừng với những thành công của bạn chàng trai phù hợp sẽ cổ vũ bạn khi mọi thứ trở nên phức tạp người ấy làm cho bạn cảm thấy bình tĩnh khi bạn lo lắng và sẽ luôn khuyến khích và truyền cảm hứng cho bạn khi mọi thứ không suôn sẻ nói cách khác người hãy giữ cho bạn vào mối quan hệ cân bằng giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình điều thứ bảy bạn cảm thấy tự tin hơn lòng tự trọng thấp trong một mối quan hệ có thể tác động tiêu cực đến mối quan hệ của bạn mặc dù bạn có thể có khuyết điểm nhưng bạn sẽ biết mình đã gặp được tri kỷ khi gặp đúng người đàn ông không chỉ trích khuyết điểm của bạn thay vào đó một người đàn ông tốt sẽ tôn trọng mọi thứ về bạn và tự hào về bạn bất kể điểm chưa hoàn hảo của bạn người ấy cũng sẽ nhắc bạn theo nhiều cách khác nhau do đó bạn cảm thấy tự tin để đón nhận những thử thách mà cuộc sống mang lại cho bạn bởi vì người đàn ông ấy ở đó để nâng cao bạn chứ không phải hạ gục bạn điều thứ tám người ấy là bạn thân nhất của bạn các mối quan hệ có thể phức tạp và đòi hỏi nhiều nỗ lực để làm việc bắt đầu mối quan hệ với một người cũng là bạn của bạn có thể giúp bạn cải thiện mối quan hệ một cách lâu dài bạn cũng sẽ trở thành một người tốt hơn khi ở bên người đàn ông phù hợp vì người ấy hiểu bạn người ấy cũng là người mà bạn biết có thể giúp bạn vượt qua cảm giác tồi tệ khi có điều gì đó khủng khiếp xảy ra với bạn nếu mối quan hệ của bạn vượt ra ngoài sự kết nối thể xác. Bạn đã tìm thấy một người bạn tốt trong người đàn ông ấy. Điều thứ chín, các cuộc chiến của bạn không trở nên khó chịu. Có một sự khác biệt giữa chiến đấu và có bất đồng và tranh luận. Trong một mối quan hệ, đôi khi bất đồng là điều đương nhiên. Đôi khi bạn có thể khiến người khác lo lắng vì các bạn là những người hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, một dấu hiệu cho thấy bạn đang hẹn hò với người đàn ông phù hợp với mình là cuộc chiến của bạn không trở nên tồi tệ. Thay vào đó, bạn có thể giao tiếp hiệu quả bởi vì bạn có cùng nguyện vọng, có một tương lai ổn định và một mối quan hệ hạnh phúc. Điều này giúp bạn dễ dàng giải quyết các vấn đề và làm cho mối quan hệ của bạn trở nên lành mạnh. Điều thứ 10, bạn chia sẻ các giá trị cốt lõi để một mối quan hệ có hiệu quả các giá trị cốt lõi của bạn cần phải phù hợp. Nếu người đàn ông bạn đang hẹn hò có cùng giá trị, đạo đức, niềm tin và suy nghĩ, bạn đang đi đúng hướng. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ không có một số khác biệt. Tuy nhiên, sự khác biệt của bạn sẽ mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại